đã là chuyện của đó. Ừ. Cho anh em buổi sáng nha. Cho anh nguyện mừng hay cho anh em đang ở Bình Dương đấy. Ngày mai sáng mai mới thi. Chào Nguyễn Đức Khoa nha. Chào Vinh Lê nha. Khó lắm anh ạ. Sáng dậy quay cho vui. Mới ngủ dậy ấy. Chào bà Khoa Khánh nha. Bình Dương nặng đẹp anh nào. Nặng đẹp anh. Đang nặng đẹp. Rủ long bình thường quỷ nó thỉnh thoảng nó vẫn rủ long thôi. Nó rủ long để nó làm mới lại thôi bình thường. Rủ xong đậu mạnh bình thường nhé. Em chào anh Sơn nha. Ngoài là mưa. Đây nắng. Chào anh em nhé. Đúng rồi, ở miền Nam thời tiết khác hơn. Mấy ngày trước cũng ấm hú ấy. Em thì như nếu mà em cầm quỷ thi thì em thích mưa hơn. Em thích nặng lắm. Chào Kim Mai nha, chào Hoàng Trung nha, chào anh em. Cô đấy nặng đang đẹp, trời đang nặng đẹp. Chào Thanh Hùng nha. Em ở gần đây không em ơi? Bờ. Chào Thò nha. Chào anh Văn Dũng nha. Anh vào chưa anh Dũng ơi? Chào anh Huy Tô nha. Ở đây hình như một tuần trước là cũng trời cũng ấm mưa hay mưa, nhưng mà mấy ngày với gần thi đây thì là nắng đẹp. Lên chơi em ơi, ngày mai sáng mai thi, sáng mai mai chắc khoảng tầm 9:30 thi ấy. Chắc mặt ảnh đấy. Buổi sáng nó chưa làm lông, nó chưa rủ lông, nó cứ sôi sôi vậy. Nhưng mà lên chơi một hai vòng là rủ một phát là gọn gàng ngay. Bữa nay bữa đêm nó ngủ ấy, ngủ lông nó con ấy. Khi đêm uống cũng nhiều. Cũng nhiều giả mạo luôn. Em cảm ơn áo cưới Hoàng Anh nha.
Hiện tại quỹ chính xác là dùng cảm anh Phạm. Một gói 40.000. Thầy Long thì thầy Long cảm khác. Chính xác là thầy Long cảm quá. Còn Song Long là phần dùng cảm anh Phạm. Vì ăn quen mấy năm thì em cũng đổi. Trời này đang bão bão à? Ôi vừa rồi làm cặp trứng đẹp lắm, làm cặp trứng rồi lên là bọng đẹp. Cặp trứng, cặp trứng ba bốn lập bột mới làm xong phạt đẹp luôn, bọng 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 mượt ấy. Chào Dương Quốc Vĩnh Huy nha, nắng em ạ. Đây đang phải đang nắng đấy. À buổi sáng dậy nào thứ bảy anh Lánh nè. Mở ra nào thứ bảy thôi. Thật đấy. Tính ra nếu mà ngày mai thì mà Lánh là cũng bình thường ấy, không sợ. Buổi sáng nó về anh ạ. Nó chỉ ra ngoài nó thấy chim nó rủ và nó lắc người hai phát là dừng đẹp ngay. Vừa rồi làm cục trứng đẹp vậy mà. Cục trứng bọc. Làm cục trứng dùng như thanh niên thôi. Bỏng mượt ấy. Thiệt em thì thích thích thi mưa và lạnh luôn, nặng nặng nóng lắm. Dạ hình như đợt đi ngoài Bắc nó đang không khí lạnh mấy hôm nay đúng không anh? Đang biệt rảnh lên về anh Hiệp chơi tí ấy. Từ đây về anh Hiệp xã anh Hiệp ơi. Dạ hai con anh ạ. Yếu thì tí nữa cho ăn tô hủ tiếu là hết yếu lên. Anh vào bên dưới rồi mình phúc ơi. Dạ ô lành quá. Chào anh Bộ Su Binh nha. Chạy lên đây chơi anh ơi. Em chào anh Hình Dương nha. uống bốc để chạy em ạ. Chào Thị nha, chào bạn Văn Trung Nguyễn nha, chào anh em. Không ở đây không lành hiểu không? Nó mới ngủ dậy như vậy bình thường thôi. Thường thường thì ở ít khi nó đậu lắm. Tôi ngủ ngon anh Đào ơi. Hôm qua uống nhiều mà. Uống nhiều về ngủ. Nếu về dậy sớm lúc nào dậy sớm hết. Chào Thanh Phạm nha. Không có kháng giọng em. À kháng giọng hả? Anh hả? Cái đêm uống nhiều. Sáng ra con nói ủa. Vậy là bị viêm họng từ ngoài nhà rồi. Chào anh Dũng Nguyễn nha. Chào anh Ba Tiếng nha.
Chào Ngô Văn Luân. Chưa thi anh ạ. À, ngày mai mới thi. Thế nó rủ lắm, nó hay rủ lắm. Vệ sinh câu rồi. À không bị sao cả anh, vì em buổi sáng em quay tí cho vui. Bình thường không bị gì cả. Đi vào từ hôm thứ ba, em mới vào hôm qua. Nói chung là chấm chấm nửa tháng ok đấy, còn tùy lên da thể hiện ấy. Những ngày này cũng cần chấm nữa, chấm trước à. Nặng em ạ. Đây nặng này, đây đang nặng, nặng hướng bên kia thì qua bên sau kia phơi ra thử, mà cái điều cũng cần phơi, phơi trượt rồi đủ nặng rồi, chứ chỉ có tắm xong phơi 50 phút cho khô lông thôi. Thì để cho hắn tuần trưng ấy. Anh em sáng nay có thi ở đâu không? Thời tiết đây ok, Duy Bằng đây. Đi Bình Dương thi ở chỗ anh sáng mới đấy, nhưng mà thi ở trung tâm chứ là cái ở Tiamo. Ở Tiamo thì ở khu sinh thái Tiamo. Đấy, đẹp này. Khó lắm, lấy được là nói chung là cũng thích lấy chứ. Ok, cảm ơn em nha. Chào một Thành Cao nha, Thành Cao ở gần đây, Thành Cao ơi. Hình như ở Thủ Đức thì chắc chạy qua đây khoảng gần tiếng này. Mai còn thi con mô Thành Cao ơi. Quỷ bình thường hiền lắm. Không mưa, không mưa ở đây nắng. Trời nặng đẹp. Ok bạn ơi, dậy sớm. Thì chim phải dậy sớm chứ. Dậy sớm cho chim ăn uống. Nhau mày cũng phải dậy sớm hết. Cảm ơn Duy Long nha.
Hôm nay đúng ngày tắm. Ok bà mai qua xem. Cảm ơn Hoàng Trọng nha. Tối nay con lên tiệc ốp mà em. Bữa sáng dậy xô xê lắm. Nắng hả? My liver ở đây không lành công toàn á. Ừ tối anh em gặp bữa sáng nó ngủ dậy nó phe vậy, nó chưa kiểu nó chưa nó chưa rủ rủ mình ha. Nó làm lóng ấy. Bữa sáng ngủ nhiều khi nó phe hay nhiều hơn nữa đấy, phe ít đấy. Bữa tối nó ngủ nó xu lóng lên nó ngủ mà, nên buổi sáng nó bay bình thường. Ờ tắt màn lành chứ. Bình Dương nặng đẹp anh em. Chào anh Thanh Vân nha. Được đi gặp vô chơi không anh nè. Cảm ơn Quốc Kè nha. Bình thường đâu 6 giờ dậy rồi. 6 giờ dậy cho ăn thôi. Nhau mày phải dậy hết. Ngủ lâu chưa không uống, hôm qua vô mày uống. Hai con em ạ. Cảm ơn Tuấn nha. Cuối tuần này có thi lạc thủy không anh? Chúc anh đá xe nha. Ôi Nam Hải không vào à? Ừ má phạt trực tiếp đi thi vẫn không phạt má. Phạt từ sớm lúc ấy. Nói chung phạt ra khoảng khoảng mà hình rồng khoảng 5-6 chim ấy. Mỏng dừa sao? Mỏng bình thường mà. Mỏng có bị gì đâu. Mỏng bình thường mà. Vì dừ mỏng, mỏng ngon lành hết bình thường. Không có... Riêng vì dừ nó không có tật lỗi gì hết. Dạ em cảm ơn anh Bình Làng Sơn nha. À dạ. Để anh hát cho mình rõ. Chưa nó mới tắm, nó quán tắm. Ok Nam Hải mai anh phạt được tiếp chứ. Mai bảo cũng phạt nó treo. Anh để dừa, anh để dừa hàng biên ngoài. Em mới chắc là còn để chữa mà bồn giấy. Bảo bỏ bên mặt anh ấy, anh quay cho mà xem.
khó lắm. Nói chung cứ năm mai thi đấu đúng phong độ về xuống xẻ là ok. Mai nói em Phật kéo cái mặt bên chỗ anh like cho em con đó, chắc cứ thân lực chắc cứ trao chừa bộ mặt là an tâm. Cảm ơn Lộc nha, cảm ơn Nguyễn Thắng. Anh em ở Bình Dương cà phê tí nha, tí cà phê nha, cà phê tí cho vui. Alo, cái đêm cái ống thuốc lá của anh mua luôn em. À gì xé hả? Thôi thì lại đây. Tưởng để quên. Dạ em vào hôm qua nè, em vào chiều hôm qua. Chưa em thử, ok. Có vào không? À, Putin không 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 đi được anh ạ. Putin Putin nó không 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 chưa đạt. Rồi mở xong lâu là chưa đạt. Ừ, tiền nữa mà cho ăn. Cao cao ăn con rồi. Ăn khô rồi. Hôm qua khô rồi. Hết trò rồi nè. Tiền nữa cho ăn lại. Chào cô Đạt nha. Chào anh em. Đáng nặng đẹp ấy. Kinh đấy. Ngày xưa và đây anh em bảo ngày xưa quỷ dữ đi 7 ngày 10 con bồi. Nó dữ vậy sao 7 được ngày 10 con được. Mấy ngày chưa ăn viêm hồng á. Đêm cầu uống nữa thành ra hơi bể tí. Tí nữa làm tí mực ống chanh đào là ngon lành liền. Tí nữa mới cho nè, sáng chỉ ăn trái cây thôi. Hôm qua là ăn sạch rò nè. Bồi 4 năm trước giữ anh hạ, bây giờ kim dài rồi nên bồi lại luôn. Dạ em cảm ơn anh Minh Lộc nhiều.
chúng bóng xuống xe được. Bỏ công chấm nửa tháng ấy. Nửa tháng nó con ngày mai lên Giang thì từ thể hiện chấm hết sức ấy. Chào Đạt nha. Anh em mua ở Huế hay Đà Nẵng mà vào Bình Dương thì alo anh em gặp nhau đi nhậu uống cà phê. Em chào anh Công Cao nhé, chào anh Mình Nga. Ờ trong đấy nặng nặng lắm anh Mình Nga đây, nặng này. Đấy, chơi nặng như không lành như ngoài mình đâu. Đấy nặng này. Nặng to luôn ấy. Quý dừa chín mùa. 9 tuổi. Dạ em chào anh Phủ Tùng nha. Tuổi bột này dày lắm, vừa rồi làm được cặp bột đẹp, chứ cặp chân đẹp mà nó bóng ấy. Dạ em cảm ơn Tùng Phúc nha. Dạ chào anh Hàng Phương Long. Đúng mong xuống xe được có qua về. Cái lông đi núi mại. Làm lông đẹp mà hẳn chiều. Làm lông khảm rồi vẫn chiều. À dạ anh, em thấy ngoài Bắc bây giờ đang lạnh, ra không khí lạnh thôi. Ngoài thì em trời cũng ấm mưa, ngoài mưa. Chào Trúng nha. Nếu mà chim khác thì em không biết, nhưng mà nếu mà quỷ mà đi thi thì em mưa lần em sợ bình thường. Em cân nặng, nặng em phơi đủ rồi, em cân nặng là bình thường, em cân phơi nữa. Tại ngày thi em cân phơi nữa. Lần cũng được, mưa cũng được. Thi trong nhà là chậm hết luôn. Riêng quỷ dữ thi ở đâu cũng được cả, nhưng mà thi ở trong nhà thì chậm hết. Thi ở trong nhà thì gần như xác suất để 40 con mà chung kiện là cực cao. Không ở đây nặng em. Ừ vâng anh Phạm. Bình thường tới ngày thi thì em cũng sẽ nặng. Mà chung cũng quan trọng nặng lắm. Phơi chỉ còn phơi cho khô thôi. Chào anh Thuận nha. Khó lắm anh song sinh đây. Không bình thường mình phơi nặng, anh phơi từ khi xong lòng anh phơi là phơi nặng hết rồi. Bây giờ tới đi thi vài ngày đấy có cần phơi không? Nói chung là quan trọng mình phụ thuộc nữa. Vậy giống như đi thi mà cứ đi thi xa mà tới chỗ vùng khác mà nó lành, anh em cứ đi tìm nặng mệt vất vả. Nói chung là vô nặng từ khi xong lòng rồi. Nếu chứ gì có phơi cho cỏ hay không cũng tới ngay cũng quá trọng lắm. Dạ anh. Ôi trần đi toàn cọp hết, cọp khủng. Mình chúng trần mốt cũng cọp cả, nhưng mà điều vào miền Nam thì anh em biết thôi, chim miền Nam nhân tài nhiều, chim đẳng cấp nhiều, lối đánh là mạnh mẽ. Gia Lai anh Toài có chuyện Minh Gia Lai về chuyện Minh Hoa dài đáng khẹt đấy, khẹt tiếng luôn.
Chào vào lắm nhá. Giống như hôm trước thì ở Bình Định ấy, kiểu buổi sáng là ra nó không rủ á, nó không chịu rủ ấy. Nó phe hai bên vậy. Ủa treo lên giang anh em treo lên giang thì là bung vào lòng ra là anh em nói ui sao quỷ dữ nó phe phe hai hai bên cực tập bả hai bên đuôi vậy. Anh em họ bảo là xe bảo thấy núi long này, ok lắm mà nó phe hai cái đuôi cục vậy. Trong khoảng khoảng vòng hai vòng ba là nó rủ hai cái là nó hết. Buổi sáng nó ngủ nó hay vậy, những con chim nó ngủ nó cuồng tròn lại, lóng nó con rồi ấy. Nói chung là lên chỉ có lắc hai cái là xong, là người thẳng thẳng tấn lại. Dạ anh chào anh Dương Hồ nhá. Dạ em like thì em bỏ cao lên em đi. Ăn cà phê màu đỏ. Hồi đêm say mà dậy sớm nghe. Nên xem mặt rồi. Thì cắm mắt rồi. Bình thường nó cứ nằm vậy đó. Ở nhà để bình thường nó cứ nằm vậy. Nó biệt câu ấy. Mà anh có em ơi. Phòng đi lấn có mái móc chứ được hết. Rồi nó mặc bị xèo rồi. Ngày xưa ông chim mồi ấy đi bảy bỏ lông bảy bảy em trượt đâu tẹt đâu ấy. Tẹt nó không ra lại được. Bình Dương nặng lắm ạ, đang nặng lắm. Dạ em chào anh Việt Quốc Nguyễn. Dạ ok anh, tí em ra cà phê. Em tắm rửa tí đã. Chào anh Việt Quốc Xuân nha, chúc anh em buổi sáng vui vẻ. Em chào anh Điện Máy Việt Hoàng Hồng Việt nha. Mai thi anh ạ, sáng mai thi. Chắc khoảng tầm 9 rưỡi 10 giờ ở trong đây thi tầm 10 giờ. Mai phạt cho anh em coi cho vui. Mai em like. Dạ em cảm ơn anh. Ngày mai mới thi, ngày mai mong xuống sẻ thôi. Không không lành ở đây, không lành ở đây, nắng ở đây, nắng đẹp lắm. Lóng thì do buổi sáng nó mới ngủ dậy ấy. Nó cứ vậy thôi bình thường. Dạ em cảm ơn anh em. Mặt đẹp lắm. Mắt lôi rồi mẹo ơi, mắt mèo xịt.
Hướng đẹp không? Hướng không kia anh em. Quỳ phương đẹp lắm. Chào hỏi nha, đã cà phê em. Dạ anh. Em chào anh người phụ nha, chào anh em. Lại được ai mua lại cả nữa. Mong ngày mai xuống xe thôi. Chim chơi hết phong, chim chơi hết phong độ. Chưa dọn vệ sinh mà thì câu à. Câu nặng câu cao bự. Chào anh Văn Thảo nha, cảm ơn anh. Mai lên chơi, tối lên chơi với anh. Đây, bình thường họ năm phải, năm biệt lại. À, bình thường là đúng hẳn ấy. Nó khỏe, nó cắn là năm phải. Bình thường năm về anh em thấy bung ghê á, bình thường là năm về nó khỏe là năm về à, đúng hả anh em thấy năm gì thứ không, năm nhìn đáng yêu không lành em. Ở đây nặng lắm ạ. Đó, quỷ bình thường ở nhà nó nằm vậy. Mở ra nó gì nhảy đi họp ấy, nó nằm vậy. Nó khỏe là nó nằm vậy.
Chào Khải Hoàng nhé. Chào Nghị nha. Thực ra cũng phải buông nó nè, bình thường là như vậy đấy. Nó buông là nó ít học ấy, nó buông là nó ít học với nó này ấy. Con nào vẫn học nó vẫn chuyên là nó khỏe đấy, nó khỏe, nó nằm trên cầu, nó nằm bệt trên cầu, nó ngồi trên cầu ấy, nó không đứng ấy. Nó ngồi hẳn luôn ấy. À, em cảm ơn anh Hà Thơ nha. Mặc miếng buông được anh em nhé. Hai con đi, hai con, còn một con của đợt vừa rồi Tom Phan đã xe ở trong Đà Nẵng nhất cái. Không, anh để bình thường, cái tiền thì mày cho ăn tầm gần 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 nhiều, đúng ra là trưa mày cho ăn ấy, cho ăn buổi chiều ấy, nhưng nay đi mai đi thi thì hôm nay cho ăn sớm cũng được, nhưng phải lấy trái cây ra, không lấy cám, buổi sáng cho ăn trái cây. Quyền mẹ nghe cảm ơn. Ừ, bình thường nói vậy thôi. Nếu ở nhà bình thường là nó ngồi trên cầu chứ nó không phải đứng, nó ngồi ngồi bệt xuống ấy. À, đi thi thì hôm qua lại không tắm, để cho ngày đi cho tắm cho xuống xe. Còn bình thường ở nhà nắng thì tắm ngày một, nhưng mà điều tại vì do đi thi, mình đi thi xa, nhiều khi nó lạc cảnh là đâu, mình để dành ngày hôm qua không tắm, ngày thi cho nó tắm. Đây nặng em ơi, nặng to mà. Đây. Đây nặng to ấy. Quay Bắc lạnh nó thấy lạnh đấy, 10 độ thì ghê quá. Mưa toàn đúng không à? Ở đây nặng. Dạ, em cảm ơn anh. Bỏ cao cho anh. Cao hết rồi, khô, ăn con đụng con, bỏ từ trước quá.
Anh Sơn trưa đi vào anh ạ. Tầm khoảng anh Sơn hình như bay 10:30 là có mặt ở ở sân bay. Anh Sơn vào chiều mai ra. Anh Sơn có công việc bận lắm nhưng tranh thủ là vì chim đi thi giải lớn ấy, anh tranh thủ vào chơi. Bình thường anh làm cả đêm. Dạ sáng mai anh ạ, sáng mai thi khoảng tầm 10 giờ, ở trong này thi 10 giờ. Ok, cảm ơn Hải quay nha. Chúng mong mai xuống sẻ mà. Ở trong này hình như người ta toàn thí ở đây hôm nay thí 9:30 10 giờ cả nè, hình như cảm ơn anh Hành Vân nha. Ok. Dưới kia. À đúng rồi, chưa quay lại Bắc lần nào cả. Vào Huế nhưng mà thi ở Huế cũng ít nữa, thi ở Huế 3 lần, à 4 lần, thi ở Huế 4 lần, còn lại đi ngoài tỉnh hết, ngoài Bắc thì chia ra lại. Tới đây có giải ô tô ngoài Bắc thì đem đem sang ngoài Bắc thi lại. Dạ em cảm ơn anh Nam Cương nhé. Từ móng xuống xe được anh ạ. Kịp như mình chăm, cố gắng chăm hết sức là vừa rồi. 2 tuần rồi, hơn 10 ngày chăm. Chăm cho đạt thôi. Thì gọi Linh Giang thôi. Ừ lạnh quá hả, nghe bảo không khí lạnh đấy. Ở ngoài Huế cũng đang mưa, ở đây nắng, ở Sài Gòn thì nắng, tầm nay nó nắng. Rồi, nó lắc 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 vậy nó nóng nó đẹp á. Nó lắc một phát nó nóng ngon lành. Em được đi, em vào muộn nhưng mà điều em thi xong rồi còn phải chạy xe thứ 2 ngày nữa, chắc là phải mất bụng hay phải tầm thứ tầm thứ 2 sáng thứ 3 mới tới nhà, đi lâu lắm, đi máy bay vào máy bay nhưng mà em đi ra là đi 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 ô tô. Em cảm ơn Đặng Ngọc Nga nhé. Quỷ này nhiên
nó thuần rồi nhưng mà rơ tay vào không được, nó không cho đụng. Ở ngoài thế con đụng vào là nhảy chành lắm. Vậy cái sầu dơ lấy cành đây nhau mày nhau, nhưng mà lúc nào cũng sầu dơ là vậy. Chỉ có mệt lắm thì mình dậy làm việc rồi thì xong rồi là vô ngủ lại thôi, còn lại bình thường khi dậy muộn lắm. Sầu dơ kém như vậy đó. Có khi nhau 3-4 giờ sáng vẫn sầu dơ vẫn dậy được, nhưng mà mệt quá thì mình vô bên nằm lại thôi. Chín mua ra nè. Và em có đi xe vào mà, em đi em có hành em đi ô tô vào mà. Kiến hả? Chị đang bo cái lông nhìn nó ổn. Ừ. Lông mày được đó hả? Ừ. Ừ, thôi. Quên đem cái trái dịch kiện. Họ trái dịch kiện á. Họ của họ hả? Của họ hả? Của mình muốn chứ. Ờ. À. Mình chưa xịt bao hôn. À xịt hả? Giống vài trái nhỏ giọt nè. Ngày mai xả mai khi ăn ạ. Đủ là ở nhà hiên khô. Mình ngồi đây mình, nếu mình ngồi là nó nằm trên cầu chứ nó không đứng đâu, nó nằm bệt xuống ấy. Em cảm ơn anh Trương Hoàng Nguyên nha. Sợ vai về thi. Dạ em cảm ơn anh Tú Trân nha. Em thân kỹ thuật. Em chào anh Đôn nha, cảm ơn anh Đôn nha. Dạ em cảm ơn anh Đông Hồ. Mai xong anh định xem luôn. Khó lắm. Ừ có kiện nha. Ừ. Ừ con thôi. Bò lên được hả? Chào Điền nha, ok em. Mong xuống xe được em. Không mong gì nhiều. À Dung đi đi xa thì cứ bỏ 2 cổng nước có đỡ. Một ổng trước khi nó
nó bay hơi. Anh em dùng ống nước thì phải dùng hai ống. Không lên thi thì bỏ một ống ra. Chào Kim Long nha, chào Long nha. Còn con nào này má cho cần hơi dài đi thì mình đại nhau thì càng tốt chứ kéo cần làm gì. Thì ông quỷ đi thi thì em móc ở giữa trung tâm ở bia dây ngoài đánh ba mặt. Mình cứ tới sợ mình móc về tôi còn ai người ta móc vào thì có duyên thì gặp thôi. Mình nè sớm càng tốt đi để nhiều khi con vào sau con gặp cháu nó hay hơn. Ai cho chơi từ đầu. Cho anh em nha. Chào anh Bạch Tuấn nha. Dạ, em chào anh Trị Tình Võ. Mong mai xuống xe anh chơi đúng phong độ ok. Mình chấm nghỉ một tháng mà chấm nửa tháng quá phun rồi. Chứ gì có thể hiện thôi. Về nhờ ghé anh nghe. Ủa thì mình đi về mình có đi ngang em. Không anh Tuấn anh Bạch Tuấn ở cái chỗ Gia Lai đấy. Đi đường này nó hẳn qua đường này hả? Quá mà biêu phải đi vô xa vẫn như ngoài nào được. Mình chỉ có chạy bút mê thôi. Người chúng mới thuộc. À chạy về đây nghỉ buông mới thuộc hả? Chạy về là nghỉ bún mới thuộc anh ạ. Dạ em cảm ơn anh Liêm. Cảm ơn Nam Trân, cảm ơn Khánh An, nặng ok. À cảnh nó vậy thôi. Nó bị thiếu một cái đầu cảnh, nó thiếu ở đầu cảnh nên có một cái cảnh nó cứ khía vậy thôi. Nên nó chơi thì nó rắc nó rủ người nó hết bình thường. Về đi qua nhà ăn tới bốn hồ vô ăn chín cây. À. Để cố gắng anh ạ, em đi về rồi em liệu. Chẳng về là bữa đêm là ở lại buông mê đấy. Chào anh em nha, em xuống like lại cho chim. Chào tất cả anh em nha, anh em ngày mai em like chim cho anh em xem từ sớm, xem trận đấu từ sớm. Chào anh em nha.
Chúc con em ngày mới vui vẻ nha. Bye nha. Dạ ok, em cảm ơn anh Hà Ngô. Cảm ơn anh em. Em chúc